Xin chào các em học sinh thân mến. Thì do cái đợt nghỉ này khá là dài cho nên là thầy sẽ làm cái video này để hỗ trợ cho các em học tập ở nhà. Đây là cái bài 8 có chủ đề là Celebrations, nghĩa là các cái lễ hội của chương trình tiếng Anh chính. Phần 1 chúng ta sẽ sang cái phần là Getting Started, là khởi động, bắt đầu. Work with a partner. Work with a partner có nghĩa là làm việc với bạn mình. Mark the icons with the names of the celebration they represent. Ở đây chúng ta có một cái chữ là icons. Icon tức là những cái biểu tượng. With the names of the celebration they represent. Chúng ta có từ represent có nghĩa là tượng trưng. Icons nghĩa là các cái biểu tượng và represent có nghĩa là tượng trưng. Như vậy có nghĩa là mark the icons with the names of the celebration to represent, nghĩa là nối những cái biểu tượng với tên của các lễ hội mà chúng đại diện, chúng tượng trưng cho. Chúng ta sẽ có 6 cái lễ hội là Easter, Christmas, Mid-Fall Festival, Lunar New Year, Birthday and Wedding. Ở đây chúng ta có number 1 là hình những cái quả trứng, number 2 là trái tim, number 3 là birthday cake, bánh sinh nhật, 4 là Christmas tree, nghĩa là cái thông Giáng sinh, number 5 là đầu lân, number 6 là cái nhánh mai, nghĩa là nhánh đào. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Như chúng ta có từ Easter. Easter nghĩa là lễ phục sinh. Christmas, như các bạn đã biết rồi, là Christmas là Giáng sinh. Mid-Fall Autumn, Mid-Fall Festival. Mid-Fall là trung thu, ở giữa mùa thu. Festival là lễ hội, nghĩa là lễ trung thu. Lunar, nghĩa là âm lịch. New Year là năm mới. Năm mới âm lịch gọi là Lunar New Year. Birthday là sinh nhật. Wedding là đám cưới. Như vậy thì như vậy số 1 là đây là những cái biểu tượng cho cái lễ là Easter. Number 2 trái tim là wedding, đám cưới. Number 3 happy birthday trên cái bánh này thì đây là birthday. Number 4 là Christmas. Number 5 là ta có là Lunar New Year, bởi vì năm mới thì người ta có muốn lần. Number 6. Hình như nhầm rồi. Cái Mid-Fall Festival. Mỗi lần các bạn nhỏ thường chơi vào trong cái dịp trung thu. Number 6 là Lunar New Year. Bởi đây đã có hoa đào. Rồi, chúng ta vừa mới tìm hiểu 6 cái lễ hội. Chúng ta sẽ đọc lại 6 cái lễ hội này. Easter, Christmas, Mid-Fall Festival, Lunar New Year, Birthday, Wedding. Chúng ta sang phần tìm hiểu cái bài Listen and Read này. Để cho các bạn dễ theo dõi thì mình sẽ nói tới đâu, mình giải thích tới đó. Các bạn ghi chú lại ha. Although there are many celebrations, nhiều cái lễ hội throughout the year, nghĩa là trong suốt một năm, thì mặc dù có nhiều cái lễ hội trong suốt một năm, Tết or the Lunar New Year holiday, Tết hoặc là tên gọi tiếng Anh là Tết âm lịch đó, the Lunar New Year holiday is the most important celebration. Cái cụm này, the most important là quan trọng nhất, kết hợp thêm với danh từ celebration là cái lễ hội quan trọng nhất, the most important celebration for Vietnamese people, dành cho người Việt Nam. That is a festival which occurs in late January or early February. That is a festival, nghĩa là Tết là một cái lễ hội. Đây là một cái mệnh đề giải thích nè. Which occurs in late January. Mà cái lễ hội này diễn ra, occurs, nghĩa là diễn ra, in late January, nghĩa là cuối tháng Giêng, cuối tháng 1
or early February, hoặc là đầu tháng 2. Đó, ta tiếp câu tiếp theo. It is a time for families. It is a time, có nghĩa là đó là khoảng thời gian for families, dành cho các gia đình, to clean and decorate. Chúng ta có từ to clean là dọn dẹp, and decorate their homes là trang trí nhà cửa của họ, and enjoy special food, và thưởng thức những cái special food là những cái món ăn đặc biệt này, special food. Such as là người ta ví dụ cho những món ăn đặc biệt nào. Sticky rice cake. Sticky là dính, rice nghĩa là cái loại gạo, gạo dính, tức là nếp á. Sticky rice cake nghĩa là bánh nếp. Tạm hiểu ở đây người ta nói là bánh giống như là mình làm bánh tét hoặc là bánh chưng, gọi là sticky rice cake. Tiếp ha. Family members, những cái thành viên trong gia đình, và cái chỗ mà who live apart là giải thích cho những cái thành viên gia đình nào. Who live apart nghĩa là những thành viên trong gia đình mà họ sống xa nhà đó. Live apart nghĩa là sống xa gia đình. Ở đây bắt đầu tiếp. Ở đây là try to be together at TED. Try to be nghĩa là cố gắng, tranh thủ. Together nghĩa là tranh thủ, tụ họp về nhà at TED vào dịp Tết. Mình sẽ đọc lại cái đoạn này. Although there are many celebrations throughout the year, Tết or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. That is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes and enjoy special food such as sticky rice cake. Family members who live apart try to be together at TED. Chúng ta sẽ sang một cái lễ hội khác của trên thế giới. Passover is in late March or early April. Passover là một cái lễ hội mà nó diễn ra in late March, nghĩa là cuối tháng 3 hoặc là early April, đầu tháng 4. Để chúng ta một hơi, chúng ta sẽ tìm hiểu cái chữ Passover này có nghĩa là gì thông qua cái bài đọc này. This festival is celebrated in Israel. Cái lễ hội này is celebrated có nghĩa là được tổ chức ở Israel and by all Jewish people, bởi tất cả người Do Thái. On this festival, trong cái lễ hội này, people celebrate freedom from slavery. Ở đây chúng ta có từ freedom nghĩa là sự tự do, from slavery nghĩa là ra khỏi cái sự nô lệ. People celebrate freedom, người dân mới ăn mừng cái sự tự do, khỏi sự nô lệ. Freedom, slavery. Passover is also an ancient spring festival. Cái lễ hội Passover này cũng là một cái lễ hội mùa xuân. Spring Festival là lễ hội mùa xuân. Ancient nghĩa là rất là xưa, cổ xưa, là một cái lễ hội xa xưa, lễ hội Tết xa xưa, mùa xuân xa xưa. On the first and second nights of Passover, vào cái đêm thứ nhất and second và đêm thứ hai của cái lễ hội Passover này, Jewish families, những cái gia đình người Do Thái, eat a special meal, họ ăn một cái bữa ăn đặc biệt, called the Seder, được gọi là the Seder. Chúng ta sẽ sang tiếp theo cái lễ hội cuối cùng. Người ta giải thích, giới thiệu cho các bạn về cái lễ hội cuối cùng. Easter. Easter là cái lễ phục sinh trong đạo Thiên Chúa. Is a joyful festival. Joyful nghĩa là vui vẻ, là một cái lễ hội rất là vui, which is celebrated in many countries. Và người ta giải thích nè, mà nó được tổ chức in many countries, ở nhiều quốc gia.
It happens at around the same time as Passover. Happens nghĩa là occurred, đó là nó diễn ra. Nó diễn ra at around the same time. Gần với khoảng thời gian của cái lễ hội Passover. On Easter Day, trong cái ngày lễ phục sinh này, hay còn gọi là Easter Sunday, Chủ nhật phục sinh. Young children receive chocolate. Những em nhỏ sẽ nhận được chocolate là sô-cô-la or sugar eggs. Sugar eggs nghĩa là những quả trứng đường. As long as có nghĩa là miễn là they are good. Nghĩa là vào ngày đó các em mà ngoan, miễn là các em ngoan thì các em sẽ nhận được chocolate là sô-cô-la hoặc là sugar eggs, những quả trứng đường. In many countries, ở nhiều quốc gia, people crowd the streets. Ở nhiều quốc gia thì người dân họ tụ tập trên những con phố to watch, nghĩa là để xem. Colorful parades. Chúng ta có từ parades, nghĩa là những cái buổi diễu hành đó. Parades. Colorful parades. Những buổi diễu hành đầy màu sắc. Chúng ta sẽ đọc lại cái phần Passover ha. Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish people, Jewish family eat a special meal. Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day, Easter Sunday, young children receive chocolate or a sugar ass as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades.